Phần trình bày lời chưa nói của Vy ngày hôm nay là một cái bộc bạch, bật mí, một bí mật cũng đã giữ được 6 năm rồi. Và hy vọng là trong một cái khán phòng ấm cúng và đầy cảm xúc ngày hôm nay, thì sau khi nghe trình bày, phụ huynh của Vy sẽ ít sốc hơn. Dạ vâng, ngày hôm nay Vy muốn công khai với mẹ một cái hình xăm. Hình xăm bạn có thể nhìn lên. Không phải, ban tổ chức không phải hình này. Cũng không phải hình này luôn. Cái hình xăm này của Vy á, đặc biệt ở chỗ là nó không có màu, mà nó có bài học. Một cái bài học lớn đến mức độ nó có thay đổi một cô bé từ rất ngang bướng, rất lì lợm, rất bướng bỉnh, trở thành một người như thế này, đứng ở đây. Dạ cho hỏi ở trong khán phòng này, có anh chị nào từng muốn thoát ly khỏi gia đình của mình, đi ra ở riêng không ạ? Từng có ai cảm thấy rằng ba và mẹ của mình nó không có hiểu mình, rất là quản thúc của mình, và cái việc mà để cho mình ra một cái khung trời tự do riêng thì thích hơn? Giơ cánh tay lên ạ. Dạ vâng, số lượng cánh tay này sẽ giúp Vy an toàn trong tối nay. Dạ vâng, Vy cũng như vậy. Năm Vy 22 thì khi mà cái tuổi trẻ làm cho mình cảm thấy là mình thèm khát một cái khung trời tự do, những cái sự kìm kẹp của mẹ, quản lý của mẹ, những cái sự càm ràm ngày này qua ngày nọ, và cái sự không đồng điệu thấu cảm của hai thế hệ ngày càng leo thang, khiến cho Vy phải vịnh vào công việc gia đình, công việc để ra ngoài ở riêng. Nghĩ rằng là bản thân ra ngoài ở riêng rồi, muốn ăn gì ăn, muốn ngủ giờ nào gì ngủ, muốn dậy giờ nào dậy, nó sướng gì đâu gì đó. Nhưng mà cuộc đời này mà, làm gì mà muốn mùa hửi hương hoa hồng mà không phải nếm cái đau của gai đâm. Cuộc đời này nó làm cho Vy ngộ ra được, phải đến khi á mà bản thân của mình lê đôi chân trên cái đôi giày cao gót mình đã đứng 8, 9, 10 tiếng trước đó đi bộ về. Tại vì nếu như mà có tiền á để đi Grab thì không có tiền để mua cơm mà ăn. Lúc đó đó, vừa đi, vừa đói, vừa mệt, vừa tủi. Vy nghĩ rằng là hơn cái buồn á là sự nhớ mẹ. Nếu như mà bây giờ ở với mẹ của mình đó nha, là cơm canh nóng hổi đợi mình rồi. Vậy mà vì sợ sự càm ràm mà mình quyết định là mình từ chối. Phải đến khi á mà cuộc đời này nó cho Vy một cái bài học rằng là trên đời này không có ai mà vô điều kiện ở cạnh nhau, và xã hội này cũng không hề cảm hưởng như Vy nghĩ. Bị phủ công sức và không muốn đối mặt với cuộc đời này nữa, mà lựa chọn việc kết thúc. Thì mới thấy rằng là cái cuộc điện thoại mỗi ngày của mẹ mình từng cho là viền, lại một lần nữa tái sinh mình lần thứ hai. Cái giây phút á mà cơn đau da thịt nó cứa vào thì âm thanh của điện thoại gọi lên. Mẹ nói cuối tuần này về mẹ làm canh chua cho ăn. Cái lúc đó Vy mới nghĩ rằng á, thế giới này nó to lắm, vấn đề của mình có nhỏ xíu à. Dẫu như là mình có tồn tại hay không á thì trái đất nó vẫn quay và mặt trời vẫn mọc. Nhưng thế giới nhỏ bé của mình á, của mẹ, thì chỉ có con cái là to lớn thôi. Vấn đề có hay không có mình nó mới to. Tự nhiên lúc đó các em tỉnh lại liền quý vị. Em tỉnh lại luôn, dừng luôn kế hoạch đi điểm danh với ông bà tổ tiên lại luôn. Tại vì cuộc đời này như em cũng đã chợt nghĩ rằng là có hay không có mình nó không quan trọng. Nên thôi về ăn canh chua của mẹ. Không có mình canh chua của mẹ ế thì sao? Dạ vâng, và từ đó Vy đã dành thời gian nhiều cho gia đình hơn. Vy đã lắng nghe cô gái 6X của Vy nhiều hơn. Và khi bước lên vai trò của một người làm mẹ thì Vy mới thấy rằng những lo lắng của mẹ là có lý do, những càm ràm của mẹ không bao giờ thừa. Và một lần nữa đứng ở đây, nếu như muốn hiểu mẹ mình, hãy đặt mình vào vị trí của mẹ. Muốn cuộc đời này nhẹ nhàng với mình, hãy nhẹ nhàng với người đã cho mình cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ và cảm ơn tất cả.